Xin chào mọi người cùng đến với channel của Sài Crypto Hôm nay là thứ ba ngày 6 tháng 12 năm 2022 Thì mọi người thấy là overview trong top 100 market cap hiện tại của thị trường Thì có những cái đồng có những sự tăng trưởng nổi bật nhất là ISS đúng không? ISS thì mình cũng đã phân tích cho mọi người rất là nhiều thôi ISS thì nó thuộc dạng như là trong trên cái trend của GameFi Trên GameFi thì nó đã qua đi từ những những tháng cuối cùng của năm trước rồi ha. Thì nếu mà anh em thấy là những cái đồng này nó tăng mạnh lên thì Ừ, chủ yếu là những dự án chủ yếu là dự án của họ, họ, bơm lên ha anh em không có fomo vào làm gì ha nếu mà fomo vào chúng ta cũng rất dễ khả năng rất là cao chúng ta bị đổ đỉnh ha tại vì những cái dự án này nó đã qua trên rồi thì nó chỉ là tăng trong một cái gọi là quãng thời gian ngắn hạn nhất thời thôi và sau đó thì khả năng rất là cao thì nó cũng sẽ là điều chỉnh thậm chí là có thể nó sẽ về nó tạo ra những cái đáy mới thấp hơn so với lại những cái đáy cũ ha và hôm nay thì mình có xem là trong tháng 12 này thì chúng ta có một số những cái một số những dự án thì sắp đến ngày trả token. Ví dụ như là chúng ta có cái dự án cái đồng gan ha. Gan thì mọi người thấy là nó sẽ trả token vào khoảng là hai ngày nữa, hai ngày nữa thì cái số lượng trả token của nó thì mình thấy là cũng không cũng không có quá là nhiều ha, khoảng là 292.000 đô thôi tương đương với lại cái số số cung là là phần trăm thì mình cũng sẽ là điểm qua một số những dự án khác mà được gọi là được được cộng đồng được cộng đồng săn đón ở những thời gian trước như thế nào ha ví dụ như là cái dự án là Moonbeam Moonbeam thì ở những quãng thời gian như là cuối năm của năm 2021 thì khi mà Moonbeam dự án mới ra mắt thì người thấy là Moonbeam tạo được tiếng vang rất là lớn nè bạn em gọi là hò reo vào nhảy vào gọi là mua Moonbeam đúng không nhưng mà Moonbeam hiện tại thì người thấy là nó cũng đã Điều chỉnh rất là sâu ha so với lại cái quãng thời gian của cuối của năm 2021 vừa rồi rồi. Và dự án Moonbeam này thì khoảng là 4 ngày nữa thì nó cũng sẽ trả token ha. Thì nếu mà anh em nào mà nghiên cứu nghiên cứu về dự án Moonbeam nha và yêu thích dự án này chúng ta là ha hoặc là ví dụ như là anh em có những dự án có, có những cái cái kế hoạch không hàng á thì chúng ta có thể là chú ý những cái đợt unlock này của Moonbeam. Moonbeam nó sẽ unlock khoảng là 21 triệu token vào khoảng là 4 ngày nữa ha. Còn mình sẽ là điểm qua một số những dự án nổi bật ví dụ như là Aptos. Aptos thì uh, của chúng ta thì khoảng tầm là 5 ngày nữa thì nó sẽ unlock cái số lượng token lên đến khoảng là hơn 4 hơn 4 triệu cái đồng cái đồng coin ABT này thì nhân với cái mức giá ở thời gian hiện tại là 5,24 đô trên một đồng coin thì đâu đó là khoảng tầm là 5 ngày nữa thì nó sẽ trả cái uh, cái số lượng cái đồng coin này tương đương với số tiền là khoảng tầm là 23 hai ba triệu đô la ha. Là mình thấy là cái đợt unlock này cũng gọi là cũng tương đối là lớn ha chứ cũng không có phải là nhỏ đâu. Còn ví dụ như là một số những cái dự án khác ví dụ như là Bitdown. Bitdown là cái uh, cái đồng coin của cái đồng coin của bên sàn Bybit ha mọi bạn Thì vào khoảng là 8 ngày nữa thì cái đồng Bitdown này sẽ unlock tương đương với lại cái uh, cái cung khoảng là 1,8 87% và cái đợt unlock này thì của bit thì nó khoảng là 57 triệu đô la tương đương với là 187 triệu cái đồng bitdao nữa ha thì nếu mà anh em nào mà có gọi là có nghiên cứu về những cái dự án này hoặc là có những kế hoạch gom hàng thì chúng ta cũng nên là chú ý vào những cái thời điểm của sắp tới ha khi mà những dự án này thì sẽ có những cái đợt unlock ha ví dụ như dsd là một gọi là cái, cái 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 sàn cái sàn em em là mình thấy là có cái gọi là cái cái lượng volume giao dịch margin ha thì lớn nhất trên những cái sàn đấy thì vào khoảng là 14 ngày nữa thì d, -D, -D, -D thì cũng sẽ có đợt unlock vào khoảng là tầm là à, khoảng là 10 triệu đô la ha tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ là xem về à, gọi là cái à, những cái lịch lịch tháng hoặc là lịch quý của btc và hiện tại thì chúng ta cũng đã bước vào là um, bước vào tháng 12 rồi thì tháng thì tháng trước ha, thì chúng ta thấy là um, tháng trước là tháng 11 thì tháng trước là có những sự điều chỉnh khá là khá là mạnh ha, điều chỉnh khoảng là lên đến là 16% sau khi mà BTC nó đã gọi là phá qua khỏi cái vùng hỗ trợ là cái khu vực 18.000 mà trước đó từ ở những thời gian tháng 6 cho đến lại là uh, tháng đầu tháng 11 mà nó đã vẫn trụ được ha, vẫn trụ được ở trên cái mốc hỗ trợ là cái mốc 18.000 nhưng mà sau đó thì mọi người thấy thì BTC cũng có điều chỉnh một mặt khá là nhanh ha, từ mức là 20.000 và điều chỉnh xuống về cái vùng đáy thấp nhất của thời gian qua là cái mức là khoảng là 15 500 thì hiện tại thì chúng ta cũng đã bước vào tháng 12 rồi tháng 12 này thì tháng trước là tháng 11 là tháng đỏ nhưng mà tháng 12 này thì mọi người thấy là hiện tại thì BC cũng đang loanh quanh ở cái mức khoảng là 17.000 đúng không 17.000 này thì nếu mà tháng 12 này thì có phải là một tháng có những cái sự hồi phục hay không hoặc là là hoặc là một tháng có những cái sắc xanh khác so với lại là cái sắc đỏ của tháng 11 ha thì mình thấy là cũng nếu mà cái sự hồi phục này ở tháng 12 thì mình thấy nghĩ là cũng hoàn toàn có thể thôi. Tại vì mọi người thấy là nếu mà cái tháng 12 này là một tháng xanh ha. Hiện tại thì tháng tháng 11 trước đó thì cái mức giá mà tháng đóng cửa mức giá đóng cửa là ở mức khoảng là 17.000, khoảng là 17.100, 17.200 mình không nhớ chính xác. Nếu mà trong tháng 12 này mà mức giá đóng cửa tháng 12 nó nằm trên cái mức khoảng là 17.000 ha thì chúng ta sẽ có cái tháng là tháng 12 là một tháng một tháng màu xanh thì điều đó cũng hoàn toàn bình thường thôi, tại vì hiện tại cái mức giá của VC thì cũng đang loan quan ở cái phạm vi khoảng là 17.000 được đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta coi về bên cái lịch quý ha, cái lịch quý của trong năm 2022 thì chúng ta đã có khoảng tầm là cũng đã cũng đã có khoảng ha, là quý 1, quý 2 hoặc thậm chí là quý 3 là đều là những quý điều chỉnh là hoàn toàn màu đỏ ha. Và từ ở những cái mốc lịch sử của khi BC ra đời ra đời ha và hiện tại thì chúng ta đang coi cái mốc là khoảng từ năm 2013 cho đến hiện tại là khoảng tầm 10 năm rồi đúng không mà chưa có thời điểm nào mà có đến lại ba quý liên tiếp mà BTC đều có những cái sự điều chỉnh liên tiếp ha. thì mọi người thấy là ở những cái, cái khoảng thời gian trước ha thì những cái quý quý của những cái năm trước á thì ít nhất ít nhất thì mình thấy là cũng có một cái quý là BTC là màu xanh nhưng mà cho đến năm 2022 thì hiện tại thì chúng ta đã có khoảng là ba quý đỏ liên tiếp rồi và nếu mà ở thời gian sắp tới mà quý 4 thì cũng là là một cái quý là có những sự điều chỉnh cũng là một cái quý đỏ thì mình thấy là điều đó là hoàn toàn bình thường có thể là rất có thể đạt được ha tại vì nếu mà quý 4 cái 4 này thì cái mức giá mà BC nó đóng cửa thì đâu đó nó phải nằm trên cái mức khoảng là 23.000 ha nếu mà cái mức giá đóng cửa của tháng 12 này nếu mà BC nó phải là đóng trên cái mức 23.000 thì quý 4 thì chúng ta mới thấy là một quý màu xanh được ha nhưng mà mọi người thấy là hiện tại thì BC cũng lăn qua ở cái mức khoảng là 17.000 đúng không thì nếu mà nó tăng mà nó đóng cửa trên cái mức 23.000 thì mình thấy là từ khoảng đến cuối tháng 12 thì mình thấy là cái điều đó khá là khó ha. Thì đâu đó thì mình nghĩ là có thể nó sẽ có những sự hồi về mặt ngắn hạn thôi ha. Nhưng mà mình không có nghĩ là nó sẽ tăng mạnh như vậy đâu ha. Thì rất có thể là chúng ta sẽ thấy là trong năm 2022 là chúng ta sẽ thấy là bốn quý liên tiếp là BTC đều là những cái gọi là những cái quý đều hoàn toàn màu đỏ ha. Thì mình thấy là khả năng rất là cao thì thì gọi là lịch sử nó đã khác biệt so với lại những cái quãng thời gian của những năm về trước đúng không? Thì tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ là phân tích về gọi là tình hình biểu đồ check ha. Thì thời gian qua thì mình thấy là S&P 500 là chỉ số chứng khoán của Mỹ thì nó vẫn đang nằm trong gọi là cái trên tăng đúng không? Đang nằm trong cái trên tăng là cái trên này thì mình cũng đã vẽ khá là lâu ở những thời gian trước ha. Hiện tại thì mình thấy là tuy là nếu mà trong không ngày đi thì ngày hôm qua thì mình thấy là cũng là một ngày là S&P 500 có những sự điều chỉnh sau khi mà cái thông tin BMI của Mỹ thì nó công bố ra đúng không? nhưng mà mọi người thấy thì, thì nếu mà chung quy lại thì chứng khoán của Mỹ thì nó vẫn đang nằm gọi là một trong cái trên tăng và nó vẫn chưa có phá qua khỏi cái 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 trend range là cái vùng cái bên trên trend, trend hoặc là bên dưới của trend range cái đường giá của của S&P 500 thì nó vẫn chưa có phá qua khỏi cái biên dưới của trend range thì nhìn chung là là hiện tại chúng ta vẫn chứng khoán của Mỹ vẫn đang nằm trong một gọi là cái xuống tăng còn DSI à, thì trước đó thì mình cũng đã vẽ ra gọi là hai cái hai cái kịch bản hai kịch bản thì một kịch bản là nếu mà trường hợp DSI nếu mà nó phá qua khỏi cái neckline ở cái mô hình hai đáy là cái mức khoảng là 107 điểm ha thì chúng ta có thể sẽ thấy là một số những loại tài sản ở những thị trường khác có những sự điều chỉnh có thể là chứng khoán Mỹ hoặc có thể là vàng cũng như là có thể là BTC của thị trường chúng ta ha đó là một kịch bản còn một cái kịch bản là mình đang thiên về cái kịch bản thứ hai ha là một cái kịch bản là khả năng cao thì DCI thì nó sẽ phá qua khỏi cái mức hỗ trợ cái mức quan trọng trước đó là cái mức khoảng là 105 điểm mà thời gian vừa qua thì nó cũng đã có dấu hiệu nó phá qua rồi thì nếu mà trường hợp nó phá qua khỏi cái gọi là cái mức uh, hỗ trợ cái mức khoảng là 105 điểm mà thì khả năng cao thì chúng ta có thể sẽ thấy là DC nó sẽ về đến cái những cái mốc như là 102 điểm thì mình đang thiên về cái kịch bản là kịch bản thứ hai hơn ha tiếp đến thì chúng ta cũng sẽ là phân tích về uh, tình hình bị đồẹt là quen thuộc của chúng ta hay là biểu đồ BTC BTC thì thường thường thì mình sẽ là xem cái dữ liệu check trên sàn Binance tại vì sàn Binance là một sàn mọi người thấy là có cái mức độ thanh khoản lớn nhất ha thì mình cũng sẽ là xem xem gọi là những cái dữ liệu trên sàn Binance thì hiện tại thì chúng ta đang ở khung ngày của BTC khung ngày thì mọi người thấy là ngày hôm qua thì cũng là một ngày là BTC đóng đến ngày là nến đỏ đúng không nhưng mọi người thấy thì Nến, nến ngày là nến đỏ nhưng mà chúng ta xét về những cái ngày trước đó Thì mọi người thấy là hầu như là cái mức giá đóng cửa và giá mở cửa của nến ngày hôm qua so với lại những ngày trước đó thì nó cũng không có nhiều những sự khác biệt đúng không? Và hiện tại thì BTC cũng đang, vẫn đang loan quan ở cái mức khoảng tầm là 17.000 17 ha Hoặc mặc dù là những cái màu sắc của nến ngày thì nó đã có những sự khác biệt là nến xanh, nến đỏ, nến đỏ nến xanh, nến đỏ ha, xen kẽ nhau nhưng mà mình thấy là cái mức giá đóng cửa và giá mở cửa của những ngày hôm qua so với lại những cái ngày trước đó thì nó cũng chưa có những sự khác biệt ha. thì nhìn chung rằng là cái gọi là cái kịch cái, cái, cái bản của BC thì nó vẫn như là những cái kịch bản cũ trước đó mình đã phân tích ha. nhưng mà hôm nay thì mình cũng sẽ là phân tích về gọi là những cái xu hướng ngắn hạn hơn ừ, hoặc là những cái mẫu mẫu hình ha, những cái mô hình của BC ở thời gian như thế này để cho mọi người có những cái góc nhìn tiện uh, không nhìn khác nữa xem như thế nào ha. thì uh, mình cũng sẽ là về gọi là phân tích về gọi là gọi là cái khung h4 là cả là cái tham phê là cái khung thời gian á thì thường thường thì mình sẽ là mình phân tích dành nhiều thời gian nhất vào dành cho những khung h4 nè thì hiện tại thì khung h4 thì mọi người thấy là trước đó và cái quãng thời gian như là cuối tháng 11 ha cuối tháng 11 thì lúc đó thì mình cũng phân tích cho mọi người gọi là cái chúng ta có thể đánh BTC ở trong cái mô hình cái hộp đúng không là cái bên trên của cái hộp này khoảng ở thời gian đó vào khoảng là 16.700 và bên dưới vào khoảng là 16.300 thì ở những thời gian như là cuối của tháng cuối của tháng 11 ha và bắt đầu tháng 12 thì mọi người thấy là sau khi mà cái đường giá của PC nó sai ở trong cái mô hình cái hộp này đúng không thì sau đó thì nó cũng đã rách xuống cái khỏi mô hình cái hộp ha và nó rách xuống cái mức khoảng là 16.400 ha và nó về đến những mốc sâu nhất là 16.000 và sau đó thì nó lại chui vào cái hộp chui vô cái hộp này ha chui vô cái hộp này thì mọi người thấy là sau khi mà nó đã direct qua khỏi cái biên trên của cái hộp và mọi người thấy là nó cũng thời gian vừa qua thì bc của chúng ta cũng có những cái sự phục hồi tích cực ha tích cực so với lại những thời gian vừa rồi khi mà thị trường có những cái sự biến động không quá lớn ha sau khi mà nó đã rách hộp thì khi mà thị trường có cái tính sideways thì chúng ta mình thấy là có cách chơi mà chúng ta nên tìm là cái cách chơi mà khi mà đường giá nó nằm trong cái hộp ha và chúng ta sẽ tìm những cái hộp như vậy tại vì khi mà thị trường sideways thì mọi người thấy là là sóng thì của BTC cũng khá là yếu đúng không khá là yếu thì anh em có thể là khá là khó chơi ha thì mình thấy là cái cách chơi mình thấy là cũng gọi là cũng phù hợp hoặc là dễ chơi dễ tìm nhất đối với một số những anh em mới ha, em mới thì có thể là chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm tham gia thị trường thì chúng ta có thể là tìm những cái hộp của những cái đường giá ha và hiện tại thì mình thấy là dường như là BTC cũng đang đang hình thành một cái hộp mới ha so với lại những cái hộp ở những thời gian cuối của cuối của tháng 11 vừa rồi thì hiện tại thì chúng ta có thể là căn khi BC um, nó duy nó sideways ở trong cái mô hình cái hộp này ha mô hình cái hộp này thì hiện tại thì chúng ta lại đang có một cái mô hình cái hộp của BC ở trong những khung cấp 4 nè hiện tại mình cũng đã vẽ ra một cái hộp mô hình cái hộp này thì bên trên của mô hình hộp là ở cái mức khoảng là 17.300 và bên dưới của cái mô hình cái hộp này ha là ở mức khoảng là 16.800 thì chúng ta có thể là căn khi BC um, nó đi sideways ở trong cái mô hình ở cái hộp này thì nếu mà trường hợp mà BTC nó rách xuống khỏi cái mức khoảng là 16.800 thì chúng ta có thể là um, cộng thêm một số những cái gọi là cái phân tích khác ví dụ như những những cái chỉ báo khác ví dụ như có thể là volume ha hoặc là RSI có thể là MACD nếu mà trường hợp anh em thấy là volume nó cao đột biến và nó rách xuống khỏi cái mức là 16.800 thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ canh chúng ta sót xuống sau khi mà nó rách khỏi cái mô hình cái hộp này còn nếu mà trường hợp mà Đường giá của BTC Nếu mà nó rách lên cái bên trên Của mô hình kết hộp Là mức khoảng là 17.300 ha Và cộng thêm là Volume Volume ha Volume nó có những cái sự à, Gọi là cái sự Tăng trưởng mạnh ha sự, uh, Tăng trưởng mạnh áp đảo So với lại những cái vôn trước đó Thì chúng ta có thể là um, Canh long lên ha Thì cũng tương tự như là Gọi là cái cách chơi um, Khi mà BTC nó đã rách Cái hộp Ở những thời gian như là Vào cuối của tháng 11 vừa rồi ha Thì uh, Chúng ta có thể là um, Bật các đường IMA lên ha. IMA thì thường thường thì mình sẽ sử dụng như là IMA 34, IMA 89 cũng như là IMA 200 ha. Thì tùy vào anh em thôi. Anh em thấy là những cái những cái chỉ báo nào mà nó phù hợp với gọi là cái hệ thống giao dịch phù hợp với lại cái cách thói quen cách chơi của chúng ta thì chúng ta có thể áp dụng ha. Thì mình sẽ sử dụng IMA 34, IMA 89 cũng như IMA 200. Thì ở trong những khung ngắn hạn thì có thể là IMA 200 thì nó sẽ xa hơn ha. thì mình sẽ mình chỉ bật những cái đường email 34 cũng như email 89 thôi mình có một số anh em thì anh em sử dụng những cái đường email 50 ha email 200 nếu mà email 50 nó cắt lên 200 ha thì đó sẽ là một xu hướng tăng gọi là có thể là golden rock là cái là cái gọi là cái tỷ là gọi là cái giao cách vàng ha hoặc là ví dụ như em 200 em nó cắt xuống em 50 thì đó được cho rằng là cái giao cách tự hình là deck rod ha thì thường mình sẽ sử dụng cái đường EMA. thì cái đường email thì nó cái gọi là cái Gọi là cái uh, Gọi là cái tín hiệu ha Thì nó sẽ nhanh hơn so với lại cái đường EMA 200 ha Cái đường gọi là cái đường MA EMA thì nó sẽ nhanh hơn so với lại MA Thì uh, hiện tại thì mình sẽ bật những cái đường EMA như là 34 và EMA 89 lên Thì uh, mình đang kỳ vọng ha Mình đang kỳ vọng thì cái đường giá của BC nó sẽ không có phá quáng sâu Và nó vẫn Nó sẽ vẫn giữ được ở trên cái đường EMA 89 Ở cái uh, khung H4 ha Thì thời gian qua thì mình thấy là À, chúng ta cũng đã có những hai cái mốc ha. là một là mốc là cái đường giá của BC thì nó cũng điều chỉnh về cái đường EMA89 và nó cũng bật lên vào ngày là 30 tháng 11 và mức thời gian thứ hai là nếu mà chúng ta đang xem vào khung H4 thì mọi người thấy là vào ngày khoảng là 2 ngày 2 tháng ngày 2 tháng ngày 2 tháng 12 ha à, vào cái khung H4 này thì cái đường giá nó cũng về cái đường EMA89 và nó cũng bật lên trở lại ha và ngày hôm qua thì mọi người thấy là cái đường giá của BTC thì sau khi mà nó đã test lại Sau khi mà nó đã điều chỉnh từ ở mốc là 17.400 Và nó điều chỉnh về cái đường 18 900 thì hiện tại thì nó cũng Đang có những cái sự phục hồi tăng lên lại ha Thì nếu mà Hiện tại thì mình thấy là cái cách chơi ở trong chúng ta có thể là chọn Khi mà cái đường giá nó nằm ở trong cái bồn có hộp này Thì mình thấy là Đây là những cái cách chơi cũng hợp lý với tình hình hiện tại của thị trường Khi mà BTC thì nó dường như là nó đi quay và cái sự biến động của nó cũng không có quá là lớn so với lại những thời gian trước thì có thể là nếu mà anh em nào mà gọi là chưa có nhiều kinh nghiệm ha thì chúng ta có thể là cũng thấy là khá là khó đánh đúng không thì nếu mà anh em nào có kinh nghiệm thì mình không nói ha thì tùy vào những cái mỗi cách chơi của anh em còn những anh em nào mà chưa có quá nhiều kinh nghiệm thì anh em có thể là chọn cho mình cái cách chơi khi khi đường giá của bc nó sai quay ở trong cái hình cái hộp này và chúng ta lựa chọn những cái tín hiệu khi mà đường giá nó có những cái tín hiệu rõ ràng ha thì chúng ta có thể là mình chơi thì mình thấy là cái xu hướng này thì nó cũng khá là phù hợp với tình hình hiện tại của BTC và uh, mình 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 sẽ xóa cái mô hình khớp hợp này ha thì mình sẽ phân tích những cái um, góc nhìn khác để cho mọi người có những cái góc nhìn nó sẽ nhiều hơn ha thì hiện tại thì mình thấy là ở trong cái um, cái khung H4 này đi ha. khung H4 khung H4 nè Thì mọi người thấy hiện tại thì trong khu vực 4 thì mình thấy là dường như là cái đường giá BTC thì nó cũng đang di chuyển cái đường giá ở trong cái trading range ha Thì mình cũng sẽ là vẽ một cái trading range như thế này ra Mình kéo ra một chút xíu để cho mọi người dễ xem ha Thì những cái gọi là cái hộp trước thì mình cũng đã xóa rồi đúng không Và cái đường EMA34, EMA89 thì mình cũng đã ẩn rồi Tại mình không có thích là bật quá là nhiều những cái chỉ báo ở trong cái cái mô hình gọi là trong cái khi mà mình phân tích là khi nào mình cần đến thì mình sẽ bật thôi chứ mình không có thích là để quá là nhiều những chỉ báo để cho mọi người có thể là khó nhìn ha thì mình thấy cái quan điểm của mình là càng đơn giản thì càng tốt ha thì biến những cái điều phức tạp thành đơn giản thì mới hay đúng không? chứ ai mà lại biến những điều gọi là đơn giản là phức thành phức tạp thì nói chung là nó hơi hướng cái lùa, lùa gà một chút xíu ha. thì hiện tại thì mình có vẽ ra một cái trend ở trong cái H4 nè, trong cái tham V H4 này thì trước đó thì mình cũng phân tích cho mọi người là khi mà cái đường giá của BC thì nếu mà nó chạm đến cái khu vực biên dưới của trend là cái mức khoảng là cái là của cái hộp ha là cái mức khoảng là 16.800 và khu vực đó thì cũng trùng với cái đường EMI 4 là cũng là 16.800 đúng không? Và hiện tại thì mọi người thấy là cái đường giá của BC thì nó đang đi với một cái xu hướng tăng ở trong cái uh, tham phim H4 này ha. Thì hiện tại thì mọi người có thể thấy là là mình có vẽ ra một cái trend này thì cái biên dưới của trên ha thì đâu đó thì nó cũng nếu mà cái đường giá của BC đi thì đâu đó thì nếu mà nó chạm đến cái vùng biên dưới của trên ren này thì nó cũng sẽ nằm ở cái mức đâu đó khoảng là 16.800 thì mọi người có thể thấy là có phải là trùng với lại có hợp phải là hợp lưu ha có thể là hợp lưu với lại là cái đường EMA 89 không 4 ha cũng như là hợp lưu với lại là cái mô hình có hộp hồi nãy mà mình có vẽ cho mọi người ha thì nếu mà khi mà BC nó chạm đến cái khu vực là 16.800 thì đây sẽ là được cho rằng là một cái mức hỗ trợ được cho rằng là khá là cứng của BC ở thời gian hiện tại khá là cứng không phải không có đồng nghĩa là nó nó nó, nó giữ được ha nó hỗ trợ được ha cứng là um, cứng là nếu mà trường hợp mà cái đường giá của PC nếu mà nó có thể cái gọi là cái cung lượng cung không quá lớn thì khi mà đường giá BC nếu mà nó chạm về cái vùng gọi là cái biên giới trên dưới này thì khả năng cao thì nó sẽ hồi lại lại tăng lên ha. còn ví dụ như là trường hợp mà nó rách xuống luôn và mọi người thấy là cái volume tăng đột biến à thì mọi người có thể là stop loss hoặc là mọi người có thể là shock khi mà cái đường giá của BTC thì nó đã có thể có thể nó đã rách xuống cái hộp ở trong cái mô hình H4 này mình nãy mình có vẽ cho mọi người ha. Thì hiện tại thì mình cũng sẽ điểm qua một số những cái đồng an coi khác ha thì nó có những cái sự chú ý thì mình thấy là thời gian qua thì ETH thì nó giữ vững được cái mức giá là khá tốt so với lại là cái mức giá của BTC ha thì nó cũng không có điều bị điều chỉnh quá lớn ha và BNB cũng vậy BNB thời gian qua thì mình thấy là cũng giữ vững cái mức giá là khá là tốt thì cũng đã khá là lâu rồi ha thì nếu mà chúng ta xem vào những cái khung à, khung lớn hơn thì ở những từ những thời gian như là tháng 6 khi mà cái vụ sụp đổ của, của Luna ha thì nó sau đó thì nó kéo theo rất là nhiều những cái hệ lụy sau này của những dự án khác thì cũng sụp đổ thì người thấy là từ những thời gian tháng đến tháng 6 đến hiện tại thì dường như là cái đồng BNB thì nó vẫn cái đứng ở đâu đó là xoay quay cái mức giá khoảng là trên dưới cái mức giá 300 đô ha thì mình thấy là cũng không có nhiều những cái sự biến động quá là lớn và một thời gian qua thì BNB giữ vẫn cái mức giá khá là tốt thì với bản thân của mình thì mình vẫn đưa BNB vào gọi là cái danh mục đầu tư của bản thân mình nhưng mà mình thấy cái mức giá khoảng tầm là trên dưới 300 đô thì mình thấy là nó khá là cao để chúng ta có thể là gom dài hạn ha nên mà nên mình cũng sẽ quan sát thêm BNB ở những thời gian tới nếu mà trường hợp mà nó về đến những mức giá khoảng tầm là có thể là dưới cái mức giá khoảng là 200 đô thì mình có thể là mình sẽ cân nhắc mình gom hàng dần dần. Còn thời gian qua thì mọi người thấy là cái đồng CS là cái đồng chu ly ha, là cái đồng coin nền tảng của um, những cái dự án fan token. Thì từ những thời gian như là cuối tháng 7 thì mình cũng đã phân tích rất là nhiều về về CS cũng như là những cái à, đồng token thuộc dạng fan token ha. Thì từ những thời gian đó nếu mà anh em nào mà gọi là follow theo mình thì ít nhất thì chúng ta có thể là sẽ ăn được khoảng tầm 2 đến ba cái con sóng của sếp chết còn thời gian hiện tại thì mình thấy là dường như là xét chết thời gian qua thì nó cũng đang đi với lại gọi là cái biên độ khá là yếu đúng không và càng ngày thì mình thấy là cái sóng của nó sẽ càng yếu hơn yếu hơn tại vì hiện tại thì chúng ta cũng đã bước vào gọi là cái gọi là đến gần hết đơn đến hết ha gần đến hết cái mùa của world cup rồi và hình như là cái trận trận chung kết của world cup thì nó sẽ diễn ra đâu đó vào khoảng tầm là giữa tháng này ha thì hiện tại thì chúng ta cũng đã đã bước vào khoảng là ngày 6 tháng 12 rồi thì chúng cũng còn khoảng là cái khoảng tầm là 10 ngày nữa thôi thì World Cup sẽ kết thúc thì đương nhiên là những cái đội em em những cái nhà tạo lập thị trường những cái market maker thì họ sẽ có cái suy nghĩ trước chúng ta thì khả năng rất là cao thì từ ở những quãng thời gian như là giữa tháng 11 ha, giữa tháng 11 thì có khả năng cao thì họ từ thời gian đó thì họ cũng đã xả dần dần rồi. Và người thấy thì dường như là thời gian qua thì chúng ta cũng không có nhắc quá là nhiều về xét tại vì thời gian qua thì xét chết cũng khá là yếu đúng không thì hiện tại thì cái mức khoảng là không phải không phải mười ha không phải mười đô này được cho rằng là một cái khu vực là hỗ trợ hiện tại của xét giết nếu mà trường hợp mà xét nó thủng qua cái vùng này thì với có những cái cây vô lớn nè cây vô lớn có thể là tương tự như cây vô này thì chúng ta có thể rất dễ sẽ thấy là xét nó chia đôi từ ở mốc giá này thì có thể nó sẽ về đến những cái mốc đáy của thời gian như là Ừ, thời gian tháng 6 thì thời gian đó thì người thấy là CZ cũng có điều chỉnh về cái mức là 0,08 mà thì nó chia đôi nếu mà trường hợp nó rách qua khỏi cái vực này mà cộng với vô lớn thì khả năng rất là cao thì chúng ta có thể sẽ thấy là CZ nó chia đôi cái mức giá hiện tại mà nó về đến mức giá 0,08 thì điều đó là hoàn toàn có thể ha tại mọi người thấy là khi mà gọi là cái cái trend nào cái trend nó đã qua đi thì dòng tiền nó sẽ rút ra ngoài khá là mạnh thì đối với bản thân của mình thì CZ thì mình sẽ đánh giá cái cái dự án cái gọi là cái trend phantom này thì nó sẽ không phải là nó sẽ về ngắn hạn hơn nhưng mà có thể là trong những cái quãng thời gian như là trung hạn và dài hạn thì nó sẽ có những cái quãng thời gian tăng trưởng và điều chỉnh ha. và sau đó thì sau khi mà nó đã đi tích lũy và điều chỉnh rồi thì sau đó thì nó sẽ tăng trưởng bum đum bum đum lại trong một cái quãng thời gian dài ha thì hôm nay thì mình cũng đã phân tích về tình hình btc ở trong những quãng thời gian như là ngắn hạn cũng như là trung hạn thì một số những cách chơi mà mình thấy là phù hợp với tình hình hiện tại của thị trường thì anh em có thể là áp dụng vào. thì nếu mọi người thấy video hữu ích thì có thể để lại một like cũng như đăng ký kênh hoặc bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất của thị trường và mọi người có thể tham gia vào nhóm telegram. link mình sẽ để ở phần mô tả trong telegram mình sẽ thường xuyên cập nhật về những thông tin tình thị trường. mình xin cảm ơn mọi người đã xem video và hẹn gặp lại mọi người những video sau. cảm ơn mọi người.